giấy nè. Đó. Mấy tờ này to quá phí. Trời ơi, giấy mà rẻ ơn. Việt lít. Bắt đầu là mình đánh vô phần 1 nha. Mình đánh vô cái phần 1 của nó là học thi quốc tịch Mỹ phần 1. Phần 1 cái mình học hết, phần 1 cái mình qua phần 2 cái là mình đi theo cái đó luôn là ok luôn. Gác băng rê luôn. Gác băng rê luôn á. Ok, gác băng rê luôn là đậu liền á. Việt lít. Việt lít đó là luyện thi quốc tịch Mỹ á. Đó, y quy vậy đó, rồi học mình đi theo vậy đó, giống như bài 1, bài 2, bài 3 nguyên trọn bộ vậy đó, trọn bộ luyện thi quốc tịch đó. Mới ban đầu là mình học 100 câu xê vịt trước. 100 câu đó phải thuộc hết 100 câu xê vịt trước. Sau đó là giống như là cả trăm đó lẫn hỏi trong đó đó đúng không? Mình học 100 câu nhưng mà nó sẽ chỉ định cho mình trong 10 câu. Nó sẽ chỉ định cho mình trong 10 câu. Mà 10 câu thì mình trả lời đúng 6 câu là nó ngừng, nó không hỏi nữa. Xong nó qua nó hỏi cái yes no á. Ngày xưa có đi lính không, hoặc ngày xưa mày có khủng bố không, rồi này kia, nó hỏi những cái đó đó. Hạp du thì là đi, cứ đi theo cái cô này là đảm bảo, mà cái cô này là dạy dễ học nhất luôn. Dễ học nhất thế giới luôn. Cái cô này dạy hả, người già người ta còn học được hết. Cứ theo cái từ một, ví dụ như cái cách của mình học á, là ví dụ như thí dụ như vậy nè ha. Bây giờ thí dụ như bây giờ để mình chỉ cho nha. Ví dụ như cái cổ nói cái câu gì đó, xong cái mình bấm dừng lại. Bấm dừng lại cái mình viết xuống. Ghi xuống hết cái câu đó, cái bắt đầu mình lại bấm tiếp cái câu thứ hai. Cổ đọc xong cái mình lại ghi. Xong qua ngày hôm sau cái mình lại ôn lại cái đó. Rồi bắt đầu cái mình học á là mình vô cái phòng riêng á, mình học cái đến hồi mình ôn á, cái mình ra mình bật tivi lên mình mở á là mình mau thuộc. Tivi nó lớn á. Cái nó có hiện chữ lớn lên á, mà là mình mau dễ nhớ trong đầu hơn. Còn trong cái điện thoại là lúc mình ghi á là mình bấm dừng lại, chứ cái tivi mình khó dừng. Đúng không? Đó là cái cách mình học thi là vậy đó. Cứ từ học đi. Rồi ok. Quá tuyệt vời. Đó mới thi đó, 5 năm rồi học đi là được rồi. Trời ơi, mới có thể sanh 10 năm cái đây mấy năm mấy chứ mấy. Vậy hả? Năm ngoái mấy chị. Vậy là hồi giờ học bây giờ được rồi. Vì chị biết làm sao không? Em nghĩ qua bị Covid. Bị trúng thời gian. Mi tu nè, 2021 á. Chị đi 21 à? Em đi 20. 20 là còn trước mình nữa. Dạ, em đi 20 mà lúc đó em qua em đẻ nữa cho nên em đâu có thời gian. Dạ. Xong rồi em lo mấy đứa con em nhỏ. Là hồi đó đi theo diện kết hôn hả? Bà nội là hôm là qua, hôm qua là đó. Chồng em đó. Bà mẹ Huế đó. Chồng bà em ngoại đó. Bà phụ em đó chị, bà phụ em nhiều lắm. Không thôi em cũng không biết đừng đâu. Vậy là lâu lắm rồi. Vậy là em chồng bỏ lãnh hả? Em chồng bỏ lãnh. Còn chị? Ổng luôn. Chồng bỏ lãnh luôn. Chồng bỏ lãnh là mình phải học quá. Học đi, là có gì không ấy ra đây mình chỉ tiếp cho. Mới có 12 một năm là em đi rồi. Đúng rồi, là mở thẻ xanh 2 năm phải đợi update theo là 10 năm mới thi được. Còn mình là 2 năm Covid đó, rồi mình 2 năm mới qua cái có luôn thẻ. Em qua em lăn tay nữa chị, mà nó không được, nó không báo em. Cái điều đến khi nó kêu không được là phải 6 tháng thôi em lăn tay tiếp. Mà không được cũng không có, em chơi 3 lần như vậy luôn. Em qua đây em rửa tay, mất dấu vân tay với chị. Em bị lạnh rồi, em bị không quen nước rồi vậy đó. Em bị mất dấu vân tay mà nó không báo. Cái xong đến khi mà đợi lâu quá, cái lên hỏi mới find out ra em bị cái dấu vân tay. Cái trong 10 năm cái nó em cũng không. Đáng lẽ 10 năm là em phải đi vô thi. Thi 10 năm mà phải phỏng vấn, nhưng mà cuối cùng em đã con ở đây mà gặp thêm Covid nữa thôi, cho em luôn 10 năm cho thẻ xanh. Dạ, khỏe luôn. Phải nuôi luôn. Chính vì có em chưa có thẻ xanh 10 năm nhưng mà em có em cũng có cái đủ hội điều kiện để em thi quốc tịch rồi. Em không dám thi vì ông luật sư em nói em là nếu mà em thi bây giờ thì nó sẽ thi thi quốc tịch nó sẽ gộp chung vô cái thẻ xanh 10 năm, nó sẽ hỏi luôn một lần với em luôn. Lúc đó là ngồi cả tiếng nó tra tấn mình luôn, bạn em nó bị ăn phải, người quen của chồng em bị rồi cho nên em không có thi quốc hình một thợ đơn thi quốc tịch cho nên em đã con rồi, em nuôi con rồi, em mệt quá rồi em quên luôn. Giờ em mới biết lái xe chị, mà em chỉ lái local thôi, không có lên freeway thì em sợ. Ai đâu, phụ nữ ít ai dám lên freeway lắm. Chừng mấy bà cộm cán, mấy bà mấy lời dám lên freeway. Em đi xe mà em dán cái tờ đó cho nên người ta người ta ở đây đó. Có nhiều người mấy chục năm mà người ta còn chưa dám lên freeway. Ok, 25. Đây là em có 5 đồng lẻ nè. Để thôi. Ok. Chồng bỏ lãnh lẹ hơn phải không? Chồng vậy là đó, ông bảo giới thiệu hả? Không, đâu có, không giới thiệu với đội chứ trơn. Thôi 80. Vậy hả? Dạ, không có bỏ lãnh.
bảo lãnh chồng bảo lãnh nhanh hơn đúng. À chồng bảo lãnh nhanh lắm, có 1 năm mà đi à, nhà 1 năm trễ lắm là 2 năm, mà 2 năm qua là có thể sanh 10 năm luôn. Dạ đúng rồi. Mà ba má cứ đi mở cái đi... cô đó học đi nha, học cái cô đó dạ. Là dễ lắm, cổ đọc từ từ cho mình dạ. Rồi cái cổ giải thích nữa dạ. Cứ học một câu vậy đó mà cổ nói là cổ người miền Trung nữa. Ờ người miền Trung giống em. À, à đó đó cái tiếng hình như Quảng Nam Đà Nẵng đó. Nẵng. À đó đó đó. Mà dễ thương lắm. Xong rồi chị thi chị kiểu cũng cũng lên đó, chị nói là chị thi đậu này kia. Trời chị giỏi qua 3 năm mà chị làm quá dạ. Trời thứ em qua em không làm được một cái gì luôn. Đẻ con được là ngon rồi. Ừ. Cần gì làm đẻ con được là ngon rồi. Chị nghe này, chị muốn cái cuốn băng keo màu trắng á ghi cho nó lợi. Đừng có nó cũng được, cái nào cũng được. Em thấy cái nó tiện hơn. Ừ bữa nào đi mua cái băng bà là cái quăng băng keo đó tiết kiệm được mình đúng sẽ rồi. khúc ờ đúng rồi để bữa nào đi mua rồi đấy. Ok thank you Vinamilk ok cảm ơn anh ráng học dạ, đi học bây giờ được rồi đó dạ ok cảm ơn chị nhiều dạ ok em ok ok